Nhân xin chào cô chú anh chị nha. Video này thì Nhân giới thiệu cho cô chú anh chị mình một loạt chú anh chị. Mình đi thẳng đường trục chính TC3, mình đi qua cầu Khang Thủy á, thì mình đừng nhảy. Nhân xin lỗi, đừng có quẹo, tính nó đừng nhảy xuống cầu à. Mình đừng có quẹo, mình chỉ thẳng luôn xíu thì tới một cái ngã tư thứ hai nè. Mình rẽ tay trái vô ha. Rẽ tay trái là đường N9 nha cô chú anh chị. Đó thì hai cái lốc này, cái lốc bên tay phải của Nhân là ngang 4 dài 15, lốc bên tay trái là 4-16 ha. Thì lô đất mình nằm bên hướng tay trái nha chú chị. Để Nhân đếm vô nha. 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44. Rồi, ở đây gặp chó nữa đó. Anh không ăn thịt chó đâu. Rồi 4 nhân cho 16 luôn chú chị. À, nó cặp bên cái nhà hiện tại nè. Cái nhà hiện tại là cũng 4-16 ha. Thì nói chung là nguyên một cái lốc này là 4-16 hết luôn. Thì lòng đường trước nhà của mình là thảm nhựa 6 mét nè. Vỉa hè hai bên, mỗi bên vậy là nó 2 mét nữa. Thì trong sổ hồng của mình thể hiện là đường 10 mét nha chú chị. Nó cặp bên nhà, nó dài bằng cái nhà, dài lắm nha chú chị. 4-16 mà xây cái nhà lên là tuyệt vời luôn. Trệt lầu được rồi là ở Vivu, 3 phòng ngủ. Đó, còn nhà có xe hơi thì mình chừa sân xe hơi luôn. Đó. Cái hướng là hướng bắc nha chú chị. Thì mình thuộc cung mạng Đông Tứ Trạch là sẽ hợp được với cái hướng bắc này ha. Đông Tứ Trạch mình bao gồm là hướng nam, hướng bắc, hướng đông với đông nam nha. Đó. Một trong bốn hướng này sẽ dẫn hợp với hướng này. Ở đây là mình chạy cuối đường chú chị. Chạy cuối đường ở đây thì mình rẽ bên tay trái ha. Ra đường kênh KT11 đó, chạy lại cây cầu Khang Thủy hồi nãy đó. Còn đây là mình có cái đường đi vô trong đây nè. Cái đường bên đây thì nó cặp bên hông, đó là trong cái quỹ đất quy hoạch của Phú Sinh mình để làm trường học. Làm trường học với một cái trạm y tế là nguyên cái khu vực đó. Nên thì nói chung là không biết khi nào làm đâu. Nhưng mà nếu mà làm thì ngon, còn không làm thôi cũng sao chú chị. Bây giờ là cái lô đất mình đang bán với cái giá là 990 triệu. Thì cái thời điểm mà nó đợt sốt đỉnh điểm thì cái khu vực này nó khoảng 1.250 tỷ. À, 1.250 tỷ. À, hiện tại nó chỉ có 950 thôi. Để cho con chú chị mình mua về xây nhà mình ở. 950 cái tiền đất. Đó, sổ hồn riêng có sẵn là mua bán là công chứng liền luôn, khỏi cần phải chờ đợi gì cái chú chị. Ở đây dân cư cũng khá là đông như chú chị mình thấy ha. Đó, dân cư cũng đông đúc rồi. Ra phía bên kia thì đông hơn nữa. Đó, cho nên bên đây là cái giá trị của nó là nó sẽ rẻ hơn bên kia xíu. Bên kia thì nó 4-16 thì nó khoảng tầm 1.050 tỷ. Còn bên đây thì 9.5 tỷ thôi. Rẻ hơn 100 triệu. Đây ha. Rồi cái lô đất này thì nói chung là cái chị chủ đất mới này thì cũng mới mua lại đây thôi chú chị. Mới mua lại đây. Mà bây giờ tự nhiên cái kẹt tiền quá, bây giờ bán lại. Chứ hồi lúc chị mua thì chị cũng định xây nhà, mua về xây nhà ở luôn. Đó, mà cuối cùng mới kẹt, sau đó bây giờ bán lại cho cô chú chị mình cái giá nói chung cũng dễ, dễ mua ha. Nên xây lên cái nhà trệt lầu giống vậy nữa thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 700-800 nữa, coi như là khoảng chừng 1 tỷ mấy thôi, 1.7 tỷ thôi là có cái nhà to đùng để ở rồi. 4-16 thì mình xây 3 phòng ngủ, gia đình 3 thế hệ luôn, ông bà, cha mẹ và con cái là ở Vivu thoải mái chú chị. Được cái sổ hồng riêng có sẵn nữa, rất là sướng ha. Rồi cảm ơn chú chị rất nhiều nha. Cần thêm thông tin gì thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân thì Nhân sẽ gửi sổ hồng qua cho chú chị mình. Còn giá cả thì mình sẽ gặp chính chủ để thương lượng về cái phần giá nha chú chị. Rồi chú chị mình chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh của Nhân để mình xem được nhiều video sau nha. Thì biết đâu những video sau mình có được, Nhân có được những cái căn nhà, những lô đất mới Nhân giới thiệu của chú chị mình á, mình thấy được thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân. Nhân tư vấn nhiệt tình hết mình cho chú chị luôn. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại.